phụ nữ 20 tuổi và 40 tuổi có nhu cầu sinh lý giống nhau hay không? Từ 20 đến 30 tuổi là thời điểm mà phụ nữ sản xuất hormone estrogen cao nhất, đó là điều kiện thuận lợi cho những hoạt động chăn gối. Tuy nhiên, đây chưa phải là độ tuổi sung mãn nhất hoặc là thích hợp nhất cho một người phụ nữ do một vài yếu tố bên ngoài hoặc do tâm lý chi phối. Giai đoạn từ 30 đến 40 tuổi, đây là giai đoạn đỉnh cao của phụ nữ. Đa phần họ đã có tâm lý sẵn sàng cho chuyện phòng the. Và cuối cùng, khi mà phụ nữ bước sang độ tuổi từ 40 đến 50 tuổi thì tần suất chăn gối sẽ giảm dần. Đa phần trong giai đoạn này thì hormone estrogen của họ sẽ bị suy giảm rất nhiều, kèm theo đó là sự lão hóa, họ không còn mặn mà gì với chuyện chăn gối và đặc biệt là rất khó để đạt được cảm giác lên nóc. Vì vậy, ở giai đoạn sau 40 tuổi thì đa phần phụ nữ yêu cầu chất lượng cuộc yêu tốt hơn thì mới có thể đạt được khoái cảm và tìm được cảm hứng trong chuyện chăn gối. Cho nên, các anh sau độ tuổi 40 vẫn rất cần phải trau dồi thêm kỹ năng và có sức khỏe sinh lý tốt để phục vụ cho yêu cầu ngày càng cao của chị em phụ nữ. Anh em nào có thời gian chưa được lâu, độ cứng không ổn định thì gọi điện qua số hotline em Dung chia sẻ bí quyết nhé.